Chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ nhỏ như cái đấm đất, cớ sao quý thầy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam cứ đòi lấy chùa của bác Hoài ạ? Tuy nó nhỏ đấm đất mà cái vùng đó là cúng dữ lắm. Cái cúng mà mở ra mà cúng một cái là xin lỗi con á, một ngày kém 1 tỷ luôn á. Vì thế mà ta muốn kiếm, giáo hội nó kiếm để nó lấy, để nó cúng thôi chứ không làm gì. Nếu mà giáo hội lấy mà để phổ biến Thiền Tông, bắt dưng hai tay luôn. Thấy không? Giáo hội mà lấy để mà phổ biến Thiền Tông bắt dưng lên hai tay. Còn để lấy để cúng thôi. Cúng thôi ba không giao. Thấy không? Nếu mà lấy kêu bằng đưa tinh hoa đạo Phật ra, bắt quan nghênh. Còn đưa mấy ông cúng thôi, ba không, bắt tuyệt đối là bắt không được. Thấy không? Không bắt, mục đích không đưa là hơi gì? Là không muốn cho dân tộc Việt Nam mình nó ngu. Việt Nam mình Bác Hồ nói là phải ngẩng đầu lên để bảo vệ quốc gia, lo gia đình và bảo vệ tổ quốc, chứ không phải một cái chổng khu lại người này lại kia, không được. Đó, Bác Hồ đã dặn rõ ràng vậy chứ đâu phải ai đâu. Lấy mà cúng, bác không giao. Lấy phổ biến tiên hòa, bác giao liền.